Hi, xin chào bạn, mình là Tròn ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cặp cá koi phong thủy cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xuất sắc luôn. Đó là cặp cá koi trắng đen. Đó là một em Karasugoi. Karasugoi có nghĩa là một dòng cá koi full đen. Và một em Latinum Girin có nghĩa là một em cá koi màu trắng mà có kim tuyến ha các bạn. Cặp này cực kỳ là xuất sắc, cực kỳ là đẹp luôn các bạn. Đó, em Platinum màu trắng thì cực kỳ là body gù, to, béo. Và một em đen thì đen bóng lưỡng luôn. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem cái góc quay từ trên xuống nó đẹp và nó chất lượng như thế nào ha. Và mình chỉ có một cặp duy nhất thôi các bạn. Để có thể tìm được một cặp mà tương đối đồng size, đồng chất lượng, đồng body thì giống như vậy thì nó cũng hơi khó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem góc quay từ trên xuống nó sẽ như thế nào ha. Đó, các bạn có thể thấy được cái form body của em Platinum Girin. Nó cực kỳ là tốt, rất là gù và cực kỳ là sạch, không có một đốm đen, một đốm đỏ nổ màu cả. Còn em màu đen thì thật sự nó chỉ có màu đen thôi, nó đen thui thù lùi luôn. Đó, thì size cả hai em này sẽ là size 40 cân ha các bạn. Và cái xính lễ để rước cả hai em này sẽ là 200 tờ vé số cho cả hai em. 200 tờ vé số để rước hai em cá koi phong thủy âm dương này về. Mình thích gọi tên của nó là hắc bạc lưỡng đạo ha các bạn. Hắc bạc vô thường, cực kỳ là đẹp, cực kỳ xuất sắc. Thì cái cặp cá này gần như là nó là phong thủy, nó có thể hấp theo quan điểm Trung Quốc thì nó có thể hấp thu được khí âm cũng giống như là khí dương độc ha các bạn. Rồi, bạn nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình ha. Xin cảm ơn rất nhiều.